chẳng xây nhà, Chúa chẳng xây nhà, thờ nề dân già cũng là uổng công. Trong vòng chi thành kia, Chúa chẳng canh phòng, Chúa chẳng canh phòng, đêm khuya hôm sớm trông chừng hoài công. Đời mưa gió bao gian khó đổi thay, lo lắng dựng xây biết bao nhiêu nhọc nhằn, nhưng chớ quên rằng tất cả là do Chúa. Nếu Chúa không phù trì đời con đâu có gì. Dĩ như Chúa chẳng xây nhà, Chúa chẳng xây nhà, thờ nề dân già cũng là uổng công. Thành kia Chúa chẳng canh phòng, Chúa chẳng canh phòng, đêm khuya hôm sớm trông chừng hoài công. Dù con có bao công sức tài năng, nhưng ít gì chẳng nếu như không được Ngài. Chính Chúa an bài tất cả là do con, chính Chúa thương tình Ngài hằng. Suốt đời tuôn đổ sát sao,
một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, Chúa sắp dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Xa xôi ngày tháng em trôi, yêu thương như nước xuôi dòng, mặn nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa dắt dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Làn gió đưa mây, đôi tay con hướng lên trời, nguyện cầu cho đời con mãi giữ trọn lời hứa chung kiên. Một đời con xin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ hiền, trọn đời con nương thân, trọn đời con nương thân. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man đứng đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Con dâng cuộc sống tương lai, bao nhiêu thay đổi thăng trầm, lặng thầm đi về mưa nắng, bước đường gian khó đầy vơi. Nguyện cầu ơn trên xin giữ tâm lòng con mãi chân tình, một niềm tin chung kiên, một niềm tin chung kiên. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời.
Giờ đây, Đức Giám Mục sẽ trao chìa khóa nhà thờ cho cha xứ. Sau khi nhận chìa khóa, cha xứ nâng cao chìa khóa lên, mọi người vỗ tay và chúc mừng. Cha Phêrô Verona, cha hãy nhận lấy chìa khóa ngôi nhà thờ này như bảo chứng giáo hội trao ban quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của giáo xứ cho cha. Dạ vâng, xin cùng nồng một tràng pháo lớn. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta tiến vào cửa nhà Chúa với lời chúc tụng và đi vào nhà người với những bài thánh thi. Xin mời thánh giá. Tiếp đến là thầy phó tế kiệu sách tin mừng. Rồi đến đức cha chủ tế, hai linh mục phụ tế, các thầy giúp mũ gậy, quý thầy phó tế và quý cha đồng tế. Thank you.
chúng con xin kính mời Đức Cha, quý cha và cộng đoàn an tọa. Trong niềm vui trọng đại của ngày lễ hôm nay, chúng con xin trân trọng kính mời cha xứ giáo xứ Phúc Yên thay lời cho giáo xứ dâng lời chào mừng Đức cha, quý khách về tham dự thánh lễ. Chúng con xin mời cha. Kính thưa toàn thể cộng đoàn dân Chúa, hôm nay thật là ngày vui mừng và trọng đại của cộng đoàn giáo xứ Phúc Yên chúng con. Trước hết, chúng con xin được chào đón Đức cha Giuse, vị mục tử kính yêu của chúng con. Đức cha đã về với chúng con để cung hiến ngôi thánh đường này cho Thiên Chúa. Chúng con xin được chào mừng Đức cha bằng một tràng pháo tay thật chân quý. Chúng con xin được chào đón cha tổng đại diện Phêrô, người cha rất thân thương của cộng đoàn giáo xứ Phúc Yên của chúng ta. Hôm nay cha về với cộng đoàn chúng ta có một tràng pháo tay để chào mừng ngài. Chúng con xin được chào đón quý cha nguyên tổng đại diện, quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý cha từ miền Nam xa xôi đã về chung vui với cộng đoàn chúng con. Chúng con có một tràng pháo tay để chúc mừng. Chúng con xin được chào đón quý thầy phó tế, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể các quý vị dâng hiến cho Thiên Chúa bằng một tràng pháo tay thật tuyệt vời. Ngày hôm nay, trong niềm vui mừng của toàn thể giáo xứ Phúc Yên, chúng tôi xin được chào đón quý cấp chính quyền của tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Hà Nội, thành phố Phúc Yên, huyện Mê Linh, chính quyền các phường xã trên địa bàn của giáo xứ Phúc Yên. Chúng tôi xin được chào đón bằng một tràng pháo tay thật quý mến. Chúng con xin được chào đón quý cố, quý vị ân thân nhân, quý vị tổng giám đốc các tập đoàn, các doanh nghiệp, các quý khách xa gần, Nam, Bắc, hải ngoại, cùng toàn thể bà con giáo lương hôm nay đã về chung chia niềm vui với toàn thể giáo xứ Phúc Yên. Chúng tôi xin được chào đón tất cả quý khách xa gần cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện ở nơi đây bằng một tràng pháo tay thật tuyệt vời. Trọng kính Đức cha, giờ phút linh thiêng đã điểm, chúng con xin Đức cha, quý cha tổng đại diện, quý cha quản hạt, quý cha khắp nơi xa gần cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa bước vào thánh lễ dâng lên Thiên Chúa ngôi nhà thờ của chúng con này trong ngày cung hiến trọng đại này. Con xin kính mời Đức cha. Trước hết xin mời cha xứ và đại diện ban hành giáo dâng mô hình nhà thờ lên Đức cha. Giờ đây kính mời một vị đọc lại lược sử đôi nét hình thành phát triển giáo xứ cũng như báo cáo thu chi tài chánh trong quá trình xây dựng nhà thờ mới và dâng sổ sách lên Đức cha. Trọng kính Đức cha, cha tổng đại diện, quý cha quản hạt, quý cha, quý thầy, quý nam nữ tu sĩ, kính thưa quý vị chính quyền các cấp, quý ân nhân, thân nhân, quý khách và cộng đoàn hiện diện nơi đây.
Trong niềm vui của ngày trọng đại hôm nay, giáo xứ chúng con hân hạnh được đón Đức Cha về dâng thánh lễ tạ ơn và thánh hiến ngôi thánh đường của giáo xứ Phú Yên. Con xin đại diện cho hơn 4.000 bà con tín hữu trong toàn xứ xin giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của giáo xứ chúng con. Hạt giống tin mừng được gieo vào mảnh đất Phúc Yên cuối thế kỷ 19. Đến năm 1902, Phúc Yên có khoảng 10 hộ gia đình công giáo từ vùng xuôi di cư về đây để làm ăn sinh sống. Mọi sinh hoạt đức tin của giáo dân khi ấy diễn ra chung với giáo xứ Yên Mỹ. Năm 1928, cha xứ Yên Mỹ cho thiết lập họ đạo Phúc Yên. Sau đó, cha vận động giáo dân các họ xung quanh ủng hộ tre, gỗ để xây dựng 4 gian nhà cấp 4 làm nơi cầu nguyện và sinh hoạt. Năm 1932, Đức Cha Trình cho thiết lập giáo xứ Phú Yên với 6 họ đạo và cha cử cha Gabriel Vinh người Tây Ban Nha làm cha chính xứ cùng cha Đa Minh Nguyễn Duy Thanh làm cha phó. Năm 1938, cha xứ Gabriel cùng với bà con giáo dân họp bàn và quyết định xây dựng ngôi thánh đường đầu tiên trên mảnh đất Phú Yên. Ngôi nhà thờ được khánh thành vào ngày lễ kính thánh Tê Giê Sa Hài Đồng Giê-xu ngày 1 tháng 10 năm 1941. Đến năm 1943, Đức Cha Trình cử cha Uy người Pháp về làm cha xứ Phú Yên. Trong thời gian này, cha kêu gọi bà con giáo dân về ở xung quanh nhà thờ để sống và gìn giữ đức tin cho đến năm 1954, ngày trở về nước. Biến cố năm 1954, nhiều giáo dân, giáo xứ Phú Yên đã di cư vào Nam. Ở lại giáo xứ chỉ còn lại một số gia đình. Số giáo dân ít ỏi này vẫn duy trì cầu nguyện để nuôi dưỡng đức tin và truyền lại cho con cháu. Năm 1957, Đức Cha Phêrô Khuất Duy Tạo bổ nhiệm cha Giô-xe Nguyễn Hữu Tất làm cha quản nhiệm giáo xứ Phú Yên. Mỗi lần về Phú Yên dâng lễ, ngài thường đến căn nhà số 132 phường Trưng Trắc hiện nay để nghỉ ngơi. Ngài phụ trách giáo xứ cho đến khi qua đời năm 1971. Biến cố đau thương của giáo xứ mà mọi người vẫn luôn ghi nhớ. Ngày 17 tháng 9 năm 1967, ngôi nhà thờ giáo xứ Phú Yên bị phá đổ do chiến tranh. Sau đó, vào thập niên 70, nhà nước đã trưng thu toàn bộ đất đai nhà thờ và nhà chung. Tuy cơ sở vật chất của giáo xứ không còn, nhưng đức tin của giáo dân lại được hun đúc từng ngày qua việc đọc kinh tại các gia đình. Trong hoàn cảnh khó khăn vì không có nơi cầu nguyện, giáo dân Phú Yên đã không mệt mỏi làm đơn kiến nghị với các cấp chính quyền xin hoàn lại khu đất nhà thờ đã bị mất. Sau 30 năm trời kiên trì làm đơn gửi lên các cấp chính quyền và những lời cầu nguyện, cùng với sự khích lệ của các vị chủ chăn, cuối cùng Chúa đã nhận lời cầu nguyện của bà con giáo dân Phú Yên. Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc đã đồng ý hoàn trả lại sau 5 lần là 5.574 m². Ngày 1 tháng 5 năm 2011, Đức Cha Cốt Ma Hoàng Văn Đạt đã bề đặt viên đá khởi công xây dựng ngôi thánh đường. Ngày 15 tháng 11 năm 2017, toàn thể bà con giáo dân trong xứ bắt đầu đổ móng xây dựng nhà thờ với tổng diện tích 1.200 m². Sau 5 năm thi công, hôm nay ngôi thánh đường mang tước hiệu Cha Thánh Phêrô Almato Bình đã hoàn thành về tài chính. Tổng chi phí xây dựng là 16 tỷ đồng. Con xin được đọc lại. Tổng chi phí xây dựng là 16 tỷ đồng. Chúng con đã được quý Đức Cha, quý cha, quý ân nhân, thân nhân và bà con xa gần cầu nguyện giúp đỡ chúng con không những đã hoàn thành ngôi thánh đường, mà chúng con còn đang hướng đến một ngôi nhà mục vụ sẽ được xây dựng với quy mô to đẹp, bền vững của thời hiện đại để phù hợp với sự phát triển chung của thành phố cũng như của giáo hạt Vĩnh Phúc. Giờ đây, chúng con kính dâng đến Đức Cha sổ sách chu chi về việc xây dựng ngôi thánh đường này. Kính xin Đức Cha vui nhận. Giờ đây xin mời công đoàn đứng, chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ với Đức Cha và quý cha.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa ở cùng tất cả anh chị em trong hội thánh người. Anh chị em rất thân mến, chúng ta vui mừng tề tựu nơi đây để cung hiến nhà thờ mới bằng cử hành hy tế của Chúa. Chúng ta hãy sốt sắng tham dự các nghi lễ thánh này, lắng nghe lời Chúa với đức tin để cộng đồng chúng ta khi đã được tái sinh từ một giếng rửa tội và được nuôi dưỡng cùng một bàn ăn thì lớn lên thành đền thờ thiêng liêng, và khi tập họp gần một bàn thờ thì được tình yêu trên trời thu hút. Anh chị em thân mến, để cử hành nghi lễ trọng thể cung hiến ngôi thánh đường này, chúng ta hãy khẩn khoản này xin Chúa là Thiên Chúa chúng ta thương làm phép nước này để rảy trên chúng ta, làm dấu chỉ thống hối và nhắc lại bí tích thánh tẩy, đồng thời cũng để thanh tẩy tường và bàn thờ mới. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng ta vâng theo Thánh Thần đã nhận được mà sống trong giáo hội người. Lạy Chúa, nhờ Chúa mọi vật được nhìn thấy ánh sáng sự sống. Chúa luôn yêu thương con người và chăm sóc họ như người cha. Xin thương rửa họ sạch hết lỗi lầm và dẫn đưa họ về cùng Đức Kitô là thủ lãnh. Quả thật vì tình thương Chúa đã muốn những ai vướng mắc tội lỗi mà bước xuống dòng nước thánh sẽ được cùng chết với Đức Kitô, được sống lại với Ngài và trở nên chi thể Ngài để được tham dự vào sự sống đời đời. Vì vậy xin Chúa thánh hóa nước này để rảy trên chúng con và các tường của thánh đường. Xin cho nước ấy trở nên dấu chỉ nước thanh tẩy tâm hồn chúng con trong Đức Kitô và làm cho chúng con trở nên đền thờ Chúa Thánh Thần. Xin Chúa thương ban cho mọi người chúng con khi cử hành mầu nhiệm trong thánh đường này được đạt tới Jerusalem trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Ôi đã tới
Xin Thiên Chúa là Cha đầy tình thương đến ngự trong nhà cầu nguyện này, và xin dùng ơn Thánh Thần để thanh tẩy chúng ta là đền thờ của Người. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tuôn đổ hồng ân xuống thánh đường này và ban ơn phù trợ cho hết thảy những ai đến kêu khẩn thánh danh. Nhờ đó, khi tín hữu chúng con đến nơi này để nghe lời Chúa và lãnh nhận các bí tích, lòng chúng con ngày thêm vững mạnh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Xin lời Chúa hằng vang lên trong ngôi nhà này để giúp anh chị em nhận biết mầu nhiệm Đức Kitô và thực hiện ơn cứu độ cho anh chị em trong hội thánh Người. Amen. Lời Chúa trong sách Sử Biên Niên quyển thứ 2. Khi ấy, vua Salomon và toàn thể cộng đồng Israel tụ họp lại bên cạnh vua trước hòm bia, sắc tế chiên bò nhiều vô kể, không sao đếm nổi. Các tư tế đưa hòm bia giao ước của Đức Chúa vào nơi đã dành sẵn trong cung đơ via của đền thờ, tức là nơi cực thánh, dưới cánh các Kerubim. Quả vậy,
các kerubim xòe cánh ra bên trên hòm bia, che phía trên hòm bia và các đòn khiêng. Các đòn này dài đến nỗi từ cung thánh trước nơi cực thánh có thể nhìn thấy các đầu đòn, nhưng từ bên ngoài thì không thấy được. Các đòn này vẫn còn đó cho tới ngày nay. Trong hòm bia không có gì ngoài hai bia đá ông Mô-xê đã đặt vào đó. Trên núi Khô-rép, khi Đức Chúa lập giao ước với con cái Israel vào thời họ ra khỏi đất Ai Cập, họ thổi kèn và ca hát, cùng nhau cất tiếng tung hô và ngợi khen Đức Chúa. Họ cất tiếng hát cùng với tiếng kèn, tiếng não bạt và các nhạc cụ khác để tung hô Đức Chúa. Vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Vậy khi các tư tế ra khỏi cung thánh thì có đám mây tỏa đầy đền thờ Đức Chúa. Các tư tế không thể tiếp tục thi hành nhiệm vụ được vì đám mây. Quả thật, vinh quang Đức Chúa đã tràn ngập đền thờ của Thiên Chúa. Bấy giờ, vua Salomon nói: Đức Chúa đã phán là người sẽ ngự trong đám mây dày đặc, nhưng chính con đã xây cho Ngài một ngôi nhà cao sang, một nơi để Ngài ngự muôn đời. Đó là lời Chúa.
sống một ngày ở trong nhà Chúa. Con hơn là nơi đó ngàn ngày lạy Chúa. Mộng che chở lạy Thiên Chúa, con thơ. Lạy Chúa thế gian con mừng hiện tại ta ai tuyệt vời, Chúa thầy ở trong nhà Chúa. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, khi đến cùng Chúa là tảng đá sống động, bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa tuyển chọn và tôn vinh. Chính anh em, những tảng đá sống động, xây dựng tòa nhà thiêng liêng, chức vụ tư tế thánh thiện, để hiến dâng của lễ thiêng liêng, đáng Thiên Chúa chấp nhận, nhờ Đức Giêsu Kitô. Vì thế có lời kinh rằng: đây ta đặt tại Sion tảng đá góc tường, được tuyển chọn và quý giá, ai tin người sẽ không phải hổ thẹn. Vậy vinh dự cho anh em là những kẻ tin, nhưng đối với những kẻ không tin thì tảng đá mà thợ xây loại bỏ đã trở thành đá góc tường, đá vấp ngã và đá chướng ngại cho những kẻ chống lại và không tin lời Chúa. Và số phận của họ là thế. Còn anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để rao giảng quyền năng của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người. Đó là lời Chúa. Đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa ở cùng anh.
anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lễ vượt qua của dân Do Thái gần đến, Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây và đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán." Môn đệ liền nhớ lại câu kinh thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi." Bấy giờ người Do Thái bảo người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy." Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ xây dựng lại." Người Do Thái đáp lại: "Phải 46 năm mới xây được đền thờ này, mà ông sẽ dựng lại trong 3 ngày ư? Nhưng người có ý nói đến đền thờ là thân thể người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin kinh thánh và tin lời người đã nói." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em hôm nay nhìn nhà thờ Phúc Yên thấy có rực rỡ không? Nhà thờ Phúc Yên hôm nay có rộng rãi không? Có phải không? Nhà thờ Phúc Yên thật là rộng rãi, nhưng mà xem ra hôm nay lại trở nên hết sức chật chội. Chật chội không phải chỉ vì đông người, mà chật chội vì không gian nhà thờ Phúc Yên hôm nay không còn chỗ để chất chứa những niềm vui mà biết bao nhiêu con người góp phần để tạo nên không gian của niềm vui hôm nay. Và niềm vui không chỉ chật chội ở trong cái không gian của nhà thờ Phúc Yên, mà niềm vui ấy còn tràn trào ra cả bên ngoài nữa. Quý ông bà anh chị em thấy suốt tuần lễ vừa qua mưa suốt ngày suốt đêm, ẩm ướt, và hiện tượng nồm là rất nghiêm trọng trong những ngày này. Nhưng mà sáng hôm nay lập tức thời tiết trở nên hanh khô và mát mẻ. Cho nên thưa cộng đoàn, bầu khí của ngày lễ cung hiến bàn thờ và nhà thờ Phúc Yên hôm nay nhắc nhớ chúng ta đến những nét rất là đẹp và trang trọng của ngày mà vua Salomon cùng toàn thể cộng đoàn con cái Israel rước hòm bia vào trong đền thờ Chúa, như chúng ta vừa nghe trong sách Sử Biên Niên quyển thứ 2 nói đến trong bài đọc thứ nhất. Sách Sử Biên Niên nói với chúng ta rằng hôm mà vua Salomon cùng với các con cái Israel rước hòm bia Chúa vào đền thánh Chúa thì họ làm gì?
sát tế chiên bò nhiều vô kể không sao đếm nổi. Hôm nay chúng ta đến đây chúng ta không thấy người ta sát tế chiên bò, nhưng mà cỗ bàn đã xếp sẵn kia rồi. Xong lễ là đánh chén thôi. Mình làm y như là người Do Thái người ta làm vậy. Sát tế chiên bò nhiều vô kể không sao đếm nổi. Người Việt Nam thì gà vịt bò heo chết vô vàn không sao đếm nổi, cỗ bàn lên khên lên chung quanh nhà thờ. Rồi người ta còn làm gì nữa? Trong ngày vua Salomon và con cái Israel đưa hòm bia Chúa vào trong đền thánh Chúa, họ thổi kèn, họ ca hát, họ cùng nhau cất tiếng hát với tiếng kèn, tiếng não bạc và các nhạc cụ khác để tung hô Chúa. Quý bạn chị em xem hôm nay y thế. Vừa bước xuống cửa là thấy trống chiêng là đánh ầm ầm lên, bên này thì đổi kèn ầm ầm lên. Xong chúng ta hôm nay vào cửa hành thánh lễ thì ca đoàn hát rất là hoành tráng, rất là sốt sáng. Chắc là vất vả lắm mới tập cả bao nhiêu ngày rồi hôm nay mới hát được thế, phải không cơ? À đấy, thấy không? Họ cất tiếng hát cùng với tiếng kèn, tiếng não bạc và các nhạc cụ khác để tung hô Đức Chúa. Ngày lễ cung hiến nhà thờ Phúc Yên hôm nay nhắc nhớ chúng ta thấy một hình ảnh khác rực rỡ như thế, thánh thiêng như thế, trang trọng như thế, sốt sáng như thế, như là vua Salomon và con cái Israel đã cử hành khi rước hòm bia vào đền thờ Jerusalem vậy. Này cha xứ Phúc Yên và cộng đoàn dân Chúa Phúc Yên, hình như là đã chọn cái bài đọc sử biên niên này xem trước rồi sao, làm giống y như thế. Tuy nhiên thưa cộng đoàn, chúng ta vừa nghe bài đọc thứ hai trích trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ nói với chúng ta một điều khác, nói với chúng ta về một ý tưởng khác cũng liên quan đến đền thờ. Thánh Phêrô nói: chính anh em là những tảng đá sống động xây dựng tòa nhà thiêng liêng. Và như thế thưa cộng đoàn, việc chúng ta cử hành thánh lễ cung hiến nhà thờ Phúc Yên hôm nay nhắc nhớ chúng ta đến con người của mình, không phải chỉ là cái nhà thờ bằng gỗ đá sắt thép này, nhưng mà nhớ đến con người của mỗi người chúng ta là một tảng đá sống động và xây dựng một tòa nhà thiêng liêng. Thiêng liêng có nghĩa là không nhìn thấy nhưng mà đang hiện hữu ở Phúc Yên này. Mỗi Kitô hữu ở Phúc Yên này là một viên đá sống động để xây dựng nên một ngôi nhà thờ thiêng liêng rực rỡ, đẹp đẽ, xinh xắn, không thua kém gì cái nhà thờ mà chúng ta sắp cung hiến bằng gỗ đá này. Và chúng ta vừa nghe bài phúc âm nói về một điều liên quan đến cả hai ngôi nhà thờ ấy, nhà thờ gỗ đá và ngôi nhà thờ thiêng liêng mà mỗi người chúng ta là một viên đá sống động xây lên. Vậy thì bài phúc âm theo Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe lưu ý chúng ta điều gì? Lưu ý chúng ta điều này thưa cộng đoàn, đó là xây nhà thờ thì được, nhưng mà cẩn thận bằng không nhà thờ bị ô uế. Nhà thờ bị ô uế không phải chỉ vì chó mèo vào đây phóng uế bừa bãi, hay là không phải chỉ vì cửa không đóng rồi không quét tước thì bụi bẩn, nhưng nhà thờ nó bị ô uế bởi vì những con người đến đây không có trong sạch. Chúa Giêsu nhìn thấy cái đền thờ Jerusalem và Chúa không hài lòng bởi vì những sự ô uế đang diễn ra ở trong nhà thờ, ở trong đền thờ, buôn bán các thứ, và Chúa thực hiện một hành vi biểu tượng để thanh tẩy, giống y như là người ta dọn dẹp lòng đề đường ấy, cứ lâu lâu mình cứ thấy người nào ra bán hàng cái thế xong rồi tí một lòng nào này thế xong lại có người đến nó lại dẹp, dọn dẹp lòng lề đường, lề đường nó bị
nó bị ô uế. Và người ta muốn trả lại cái không gian đúng của cái lề đường. Nhà thờ cũng là một không gian thánh. Và nếu tất cả những gì mà nó không liên quan đến không gian thánh thì nó không thích hợp. Ví dụ đi lễ mà nghe cha giảng mà ngủ đó là không có thích hợp. Đấy. Đi lễ nghe cha giảng thì phải thức. Đấy. Đi lễ mà nghe cha giảng mà ngủ là nó không thích hợp. Bởi vì việc ngủ thì nó không thích hợp ở trong nhà thờ. Nhưng mà thưa cộng đoàn, khi mà chúng ta nghe Chúa Giêsu nói trong bài phúc âm hôm nay, người ta nói là tại sao ông đuổi những người buôn bán và đổi tiền ra khỏi đền thờ. Thì Chúa Giêsu nói các ông cứ phá cái đền thờ này đi, 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Xong rồi người ta cứ tưởng là Chúa Giêsu nói theo nghĩa đen của nó, và là nhà thờ Vĩnh Phúc Yên này thì cũng là phải 5 năm là ít mới xây xong. Cho nên tác giả Tin Mừng Gioan nói Chúa Giêsu nói như thế là người có ý nói đến đền thờ là thân thể của người. Không phải chỉ là một cái đền thờ gỗ đá, nhưng mà một đền thờ là thân thể của người, có nghĩa là mỗi Kitô hữu trong đấy như là một viên đá để xây dựng lên cái đền thờ đấy. Và như thế thưa cộng đoàn, điều mà Chúa Giêsu muốn lưu ý chúng ta trong ngày lễ cung hiến nhà thờ là nhắc nhớ chúng ta đến một nhà thờ khác thiêng liêng, mắt không nhìn thấy nhưng mà nó đang hiện hữu ở trong cộng đoàn dân Chúa ở Phúc Yên. Và hãy cẩn thận đừng để cho cái nhà thờ thiêng liêng ấy nó bị ô uế. Ngày nào chúng ta lên mạng chúng ta xem, chúng ta cũng thấy không tiêu cực này thì tiêu cực khác, không tội này thì tội ác này thì là tội ác khác, khắp nơi. Chả có mấy ngày mà người ta không nói về những vấn đề tiêu cực xảy ra trong xã hội. Những điều ấy trong cái nhìn của bài phúc âm hôm nay gây ra một sự ô uế cho mỗi người chúng ta trong tư cách là viên đá sống động. Cho nên thưa cộng đoàn, thánh lễ cung hiến nhà thờ hôm nay không chỉ nhắc nhớ chúng ta đến một sự lộng lẫy trang trọng thánh thiêng của không gian nhà thờ, nhưng còn nhắc nhớ chúng ta đến một ngôi nhà thờ khác thiêng liêng mà mỗi người chúng ta là một viên đá góp phần xây dựng vào. Và Chúa Giêsu lưu ý chúng ta một điều là nếu chúng ta lưu tâm để làm cho ngôi nhà thờ gỗ đá này không bị ô uế, một thì chúng ta cần phải lưu tâm nhiều lần hơn đến việc giữ gìn cái ngôi nhà thờ thiêng liêng mà mỗi người chúng ta là một viên đá sống động góp phần vào cho nó khỏi bị ô uế. Điều ấy là điều cần thiết hơn, điều ấy là điều quan trọng hơn, điều ấy là điều mà chúng ta cần phải bận tâm nhiều hơn. Cái gì làm cho mỗi người chúng ta trở nên có thể bị ô uế và góp phần làm ô uế cái ngôi nhà thờ thiêng liêng ấy? Tội lỗi, sự xấu, sự dữ. Cho nên thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta dâng thánh lễ tạ ơn Chúa vì công khó của biết bao nhiêu con người góp phần xây dựng nên ngôi nhà thờ mà chúng ta sắp cung hiến đây, đẹp đẽ, xinh xắn, xứng hợp để thờ phượng Chúa. Nhưng chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta biết gìn giữ cái ngôi nhà thờ này cho sạch sẽ, cho xứng đáng, trang nghiêm cho các cử hành phụng vụ thánh ở đây. Và nhất là xin khi chúng ta đến đây để tham dự các cử hành thánh, xin Chúa cho chúng ta biết nhớ đến mỗi người chúng ta là một viên đá sống động xây nên ngôi nhà thờ thiêng liêng ở Phúc Yên này, và cũng biết gìn giữ cái ngôi nhà thờ thiêng liêng ấy khỏi những ô uế bởi tội lỗi, bởi sự dữ, bởi vì những điều xấu mà vô tình hay hữu ý chúng ta gây ra cho mình cũng như cho người khác. Điều ấy quan trọng hơn là việc gìn giữ cái ngôi nhà thờ gỗ đá này cho nó khỏi ô uế. Cho nên thánh lễ hôm nay chúng ta cùng với cộng đoàn dân Chúa ở Phúc Yên tạ ơn Chúa, cùng với cha và mọi người tạ ơn Chúa ở đây, vì không có dễ mà có thể mà xây một cái nhà thờ như thế này mà trong một cái bối cảnh kinh tế mấy nay nó cũng không có được dồi dào như trước. Cho nên xây dựng được một ngôi nhà thờ như thế này thì cũng là một công trình mà
chúng ta phải tạ ơn Chúa mỗi ngày. Xin cho chúng ta biết gìn giữ nó, và xin cho chúng ta khi gìn giữ ngôi nhà thờ này, biết xây dựng ngôi nhà thờ thiêng liêng tại đây cũng tốt đẹp như thế, và nhất là lưu ý đến việc làm ô uế nó bởi những tội lỗi của chúng ta, bởi những nét xấu của chúng ta, bởi những yếu đuối của chúng ta. Xin Chúa nâng đỡ cộng đoàn dân Chúa ở đây và ban cho mỗi người chúng ta những ơn cần thiết, để rồi cùng với nhà thờ mà chúng ta cung hiến hôm nay, chúng ta gìn giữ ngôi nhà thờ thiêng liêng ở Phúc Yên này cũng được sạch sẽ, đẹp đẽ, xinh xắn như thế. Với một nỗ lực chừa cải tội lỗi, sám hối khỏi những thói hư tật xấu nơi con người của mình, chắc chắn điều ấy là điều rất là đẹp lòng Chúa, và chắc chắn điều ấy cũng là điều mà tất cả mọi người hôm nay đến đây, ngoài việc chung chia niềm vui với cộng đoàn dân Chúa ở đây trong ngày cung hiến, cũng cầu chúc và ước mong để cộng đoàn dân Chúa ở đây giữ mãi cho ngôi nhà thờ thiêng liêng được xinh xắn, đẹp đẽ, với một nỗ lực chừa cải tội lỗi, sám hối những thói hư tật xấu nơi con người của mình. Xin tạ ơn Chúa và xin Chúa ban những ơn cần thiết để mỗi ngày cộng đoàn dân Chúa ở đây phát triển, mỗi ngày cộng đoàn dân Chúa ở đây được lớn lên trong đức tin và làm chứng cho Chúa trên mảnh đất của giáo xứ thân yêu của chúng ta đây. Đó là tất cả những tâm tình mà lời Chúa hôm nay muốn nói với chúng ta, và cũng là những tâm tình mà tất cả mọi người muốn gửi đến cho Cha cùng cộng đoàn dân Chúa ở Vĩnh Yên hôm nay trong ngày vui này. Chúng ta tạ ơn Chúa và xin Chúa tiếp tục ở lại với chúng ta và ban cho chúng ta những ơn cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của mình. Amen. Giờ đây là nghi thức cung hiến nhà thờ và bàn thờ. Xin kính mời cộng đoàn đứng. Chúng ta hãy lấy lòng xót mến, hiệp thông cùng Đức Giám Mục trong kinh cầu các thánh. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng đã làm cho tâm hồn các tín hữu nên đền thờ của Người, luôn kết hợp lời cầu của chúng ta với lời cầu của các thánh. Kính mời cộng đoàn quỳ. Xin mời ca đoàn hát kinh cầu các thánh. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Thánh Maria, Đấng Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con. Thánh cầu cho chúng con.
Trong tinh thần đạo đức
chim dương cho chúng con để phụng vụ Chúa. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đôi thương chúng lành cho nhà thờ này, đường hiến dâng để tôn vinh Chúa và kính thánh Phêrô. Amen. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương chúc lành và thanh hoa ngôi nhà thờ này, được hiến dâng để tôn vinh Chúa và kinh thánh Phêrô. Ama tô bê. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đôi thương chúng lành thờ anh hoa hiến ngôi nhà thờ này, đường hiến dâng để tôn vinh Chúa. Giêsu, con Thiên Chúa hằng sống. Xin Chúa nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nghe lời chúng con. Xin mời cộng đoàn đứng. Chúng ta cùng hiệp ý với Đức Giám mục dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ lời truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria và các thánh, xin đoái thương nhậm lời chúng con khẩn cầu. Xin làm cho ngôi nhà này, khi đã được cung hiến cho danh Thánh Chúa, được trở nên ngôi nhà của ơn cứu độ và ân sủng, hầu dân Kitô giáo khi họp nhau nơi đây biết tôn thờ Chúa trong thần khí và sự thật, và biết xây dựng chính mình trong đức ái. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tiếp theo, Đức Giám mục sẽ đọc lời nguyện cung hiến nhà thờ và bàn thờ cách long trọng. Lạy Chúa là đấng thánh hóa và cai quản hội thánh, chúng con hoan hỷ tung hô danh Chúa, vì hôm nay tín hữu muốn cử hành nghi lễ trọng thể cung hiến ngôi nhà cầu nguyện này cho Chúa cách vĩnh viễn, để nơi đây họ thờ phượng Chúa cách sốt sắng, lắng nghe lời Chúa dạy bảo và nuôi dưỡng bằng các bí tích. Ngôi nhà này là biểu hiện của mầu nhiệm hội thánh mà Đức Kitô đã thánh hóa bằng máu người, để phô bày trước mặt mình một hội thánh là hiền thê vinh hiển, là trinh nữ trội trang về đức tin nguyên tuyền, là hiền mẫu phong phú nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần. Hội thánh đó thật là thánh thiện, là cây nho mà Chúa đã tuyển chọn với cành lá che rợp trái đất, và nhờ cây gỗ thập giá chống đỡ đã đâm chồi vươn lên đến tận nước trời. Hội thánh đó thật là diễm phúc, là nhà tạm của Thiên Chúa ở với loài người, là đền thờ thánh thiện xây lên bằng đá sống động, tựa trên nền tảng các tông đồ và có Đức Giêsu Kitô là đá gốc.
Hội thánh thật là cao cả, là thành trì dựng trên đỉnh núi, hết thảy đều nhìn thấy, mọi người đều trông rõ. Nơi ấy ngọn đèn của chiên con liên lỉ chiếu sáng và vang dội lời ca tri ân của các thánh. Vì thế lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa đoái thương, đổ xuống trên bàn thờ và nhà thờ này chan chứa ơn thánh bởi trời, để nhà thờ này luôn luôn là nơi thánh, và để bàn thờ này hằng được dọn sẵn hy tế của Đức Kitô đến muôn đời. Lạy Cha, xin cho nơi đây có sóng nước ơn thánh chôn vùi tội lỗi loài người, để con cái Cha nhờ chết đi cho tội được tái sinh vào sự sống trên trời. Xin cho nơi đây các tín hữu Cha biết đến quanh bàn thờ, cử hành cuộc tưởng niệm lễ vượt qua và được bổ dưỡng nhờ bàn tiệc lời Đức Kitô và mình thánh của Người. Xin cho nơi đây vang dội lên lễ dâng lời ca tạ ơn, ngợi khen hân hoan, cho âm thanh loài người hợp với những bài hòa ca các thiên thần và liên lỉ bay lên tới Cha lời cầu nguyện cho phần rỗi thế gian. Xin cho nơi đây kẻ nghèo gặp được lòng thương xót, người bị áp bức đạt được tự do chân thật, và mọi người mặc được phẩm giá của con cái Cha, cho đến ngày họ được sung sướng đạt tới Jerusalem trên trời. Nhờ Đức Kitô con Cha Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Cha, làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. À, xin mời công đoàn ngồi. Nghi thức sức dầu thánh bàn thờ và các cột nhà thờ. Giờ đây Đức Giám mục sẽ đổ dầu thánh ở chính giữa và bốn góc bàn thờ. Sau đó Ngài sẽ xoa dầu thánh trên khắp mặt bàn thờ. Xin Chúa dùng quyền năng của Người mà thánh hóa bàn thờ và nhà thờ này, khi chúng con làm phận sự sức dầu, để chúng trở nên dấu hiệu hữu hình diễn tả mầu nhiệm Đức Kitô và Hội Thánh Người. Thank you.
Cùng với việc sức dầu bàn thờ, các cột nhà thờ cũng được sức dầu thánh. Chúng con xin kính mời quý cha đã được mời tiến lên trước Đức Giám Mục để nhận dầu thánh. Chúng con xin mời cha Tổng đại diện Phêrô Nguyễn Công Văn, cha Nguyên Tổng đại diện Đa Minh Nguyễn Văn Kinh cùng các quý cha quản hạt Bắc Ninh, Du Xe Nguyễn Văn Khiêm, cha quản hạt Nội Bài Đa Minh Vũ Quang Trí, cha quản hạt Tuyên Quang Du Xe Nguyễn Văn Trịnh, cha quản hạt Thái Nguyên Du Xe Đinh Văn Thành và các cha quê hương cha Francisco Xavier Nguyễn Huy Liệu, cha Phêrô Đỗ Công Viên, cha Thomas Nguyễn Văn Huệ cùng các quý cha Đa Minh Nguyễn Văn Sao, Doan Bautista Nguyễn Huy Long, Du Xe Đặng Văn Trọng. Sông hương bàn thờ và nhà thờ. Giờ đây Đức Giám Mục sẽ đốt hương trên bàn thờ và sông hương xung quanh bàn thờ. Sau đó một thừa tác viên sẽ sông hương trên Đức Giám Mục, quý cha đồng tế và cộng đoàn tham dự phụng vụ, sông hương cho các cột đã được sức dầu thánh và tường nhà thờ. Lạy Chúa, xin cho lời nguyện cầu của chúng con bay lên trước tôn nhan như hương trầm nghi ngút, và như nhà này đầy mùi thơm thế nào thì xin cho hội thánh Chúa cũng tỏa hương thơm Đức Kitô như vậy. Bye.
Nến sáng. Ánh nến sáng là biểu hiện chính Chúa Kitô chiếu sáng, là vinh quang Thiên Chúa chiếu tỏa trong ngôi thánh đường này sau khi đã được cung hiến. Xin ánh sáng Chúa Kitô cháy lên trong hội thánh để muôn dân được đầy chân lý. Xin mời cộng đoàn ngồi. Chúng con kính mời quý cha vừa đi sức dầu các cột nhà thờ tiến lên nhận nến sáng từ Đức Giám Mục để thắp sáng các cột nhà thờ vừa được sức dầu thánh. Thank you.
Trao chứng thư cung hiến nhà thờ. Giờ đây Đức Giám mục sẽ trao chứng thư cung hiến nhà thờ cho cha xứ và vị đại diện giáo xứ. Chúng con trân trọng kính mời cha xứ và vị đại diện tiến ra cung thánh tiếp nhận chứng thư. Nghi thức cung hiến thánh đường đến đây đã kết thúc. Tiếp theo là phần phụng vụ thánh thể. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, cộng đoàn chúng con đang vui mừng sum họp trong nhà Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng và xin cho lễ tế chúng con sắp cử hành đem lại ơn cứu độ muôn đời cho dân Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang lời lễ Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ ơn Chúa chúng con đã xây dựng thánh đường này. Nơi đây Chúa không ngừng phù trợ đoàn dân thánh đang tiến về cùng Chúa. Thánh đường này tượng trưng cho mầu nhiệm hiệp thông giữa Chúa, thực hiện giữa Chúa và các tín hữu. Quả thế tại nơi này Chúa xây dựng một đền thờ sống động là chính chúng con. Tại nơi này Chúa làm cho hội thánh trải rác khắp hoàn cầu ngày thêm vững mạnh, để nhiệm thể Đức Kitô được hình thành. Công trình này sẽ được hoàn tất trong cảnh thái bình của thành Jerusalem trên trời. Vì thế cùng với toàn thể các thánh, trong ngôi đền thờ rạng ngời vinh quang Chúa đây, chúng con cùng ca hát, chúc tụng và ngợi khen Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết đài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhân hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Cốt Ma, Đức Giám Mục Phó Du Xe chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Cùng hiệp thông với các y chỉ trong thánh lễ hôm nay, cầu bình an cho gia đình, xin tạ ơn Chúa Đức Mẹ, xin ơn như ý, xin được thi cử đỗ đạt, xin được ơn ăn năn trở lại, xin cho phẫu thuật được bình an, xin được bỏ rượu chè cờ bạc, xin cho thai nhi được bằng an. Hội Du Xe Kim Tràng xin ơn thăng tiến, hội chống Kim Tràng xin ơn thăng tiến.
xin được thi cử đỗ đạt, xin cho sớm có con, xin đi đường bình an, cho công việc thuận lợi. Hội Mân Côi Tân Lợi xin được ơn thăng tiến. Hội Mân Côi Đại Lợi xin được ơn thăng tiến. Hội Lòng Chúa Thương Xót Đại Lợi xin ơn thăng tiến. Cầu nguyện cho các linh hồn Giuse, Gioan, Thomas, Paulo, Andre, Francisco mới qua đời, Vicente, linh hồn Giuse nhân ngày giỗ, linh hồn Maria mới qua đời, linh hồn Andre nhân ngày giỗ, cùng các linh hồn Martino, Ferro, Maria, Anna, các linh hồn tiên nhân và các linh hồn. Xin chúng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm, Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các Ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giảm nguyện rằng: xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Thưa cộng đoàn, đây là giờ phút dành riêng cho những người công giáo chúng tôi, những người không cùng tôn giáo với chúng tôi. Xin mời quý vị ngồi tại chỗ trong nghi thức này. Xin cảm ơn. Dạ vâng, nghi thức này là nghi thức dành riêng cho người công giáo. Nên những anh em tôn giáo bạn, chúng ta ngồi nguyên một chỗ, chúng ta không tham dự nghi thức này. Xin được cảm ơn. Dạ vâng, chúng tôi xin kính báo nghi thức này là nghi thức dành riêng cho người công giáo. Những người anh em không cùng tôn giáo với chúng tôi, xin anh em, chị em ngồi tại chỗ, không tham dự nghi thức này. Xin được cảm ơn.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận mình và máu Đức Kitô, xin cho tâm trí chúng con ngày càng thấm nhuần chân lý của Chúa. Nhờ đó chúng con sẽ hăm hở đến đây thờ phượng Chúa và mai sau được cùng thần thánh chiêm ngưỡng tôn nhan đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin mời cộng đoàn quỳ cùng với Đức Cha chúng ta tôn thờ Thánh Thể. Thank you.
Con nên kính mời Đức Cha, quý cha và cộng đoàn an tọa. Hòa chung tâm tình của lời thánh vịnh. Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui. Sau bao tháng ngày lao nhọc vất vả dựng xây, hôm nay là niềm vui vỡ òa. Chúng con xin mời cha xứ Phêrô Chu Quang Hòa, người đã dồn hết tâm huyết, mồ hôi, có thể cả máu thịt nữa, bởi vì lúc xây dựng ngài đi phẫu thuật. Giờ đây đại diện cho toàn thể giáo xứ dâng lời cảm ơn Đức Cha và quý cha cùng cộng đoàn. Trọng kính Đức Cha, cha tổng đại diện, quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý thầy phó tế, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy chủng sinh, kính thưa quý vị chính quyền các cấp, quý cố, quý ân nhân thân nhân, quý vị khách quý cùng toàn thể quý cô ông bà và anh chị em giáo lương. Hôm nay thật là ngày tuyệt vời và hạnh phúc của giáo xứ Phúc Yên chúng con cách riêng, giáo hạt Vĩnh Phúc và giáo phận Bắc Ninh nói chung, vì đã có một ngôi nhà thờ mới được cung hiến cho Thiên Chúa mang tước hiệu Thánh Phêrô An Mơ Tô Bình Tử Đạo. Trong giờ phút linh thiêng và trang trọng này, trước hết chúng con xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa với biết bao ơn trọng đại mà Chúa đã thương ban. Đặc biệt giờ này toàn thể cộng đoàn quy tụ quanh bàn thờ Chúa để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam có 117 vị thánh tử đạo và hàng trăm ngàn các chứng nhân anh dũng. Trong đó có 12 thánh tử đạo Bắc Ninh và thánh Phêrô An Ma Tô Bình mà thánh đường của chúng con đây được mang tước hiệu. Chúng con xin dâng lời cảm tạ tri ân các đấng bậc anh hùng tử đạo, các bậc tiền nhân đã dày công kiến tạo mảnh đất và đời sống đức tin của giáo xứ Phúc Yên này. Cùng đồng hành và dẫn dắt chúng con xin chân thành cảm ơn quý Đức Cha, đặc biệt Đức Cha chính Cốt Ma, vị hiền phụ kính yêu đã dày công vun đắp và giúp chúng con có đầy đủ điều kiện tốt nhất về ý tưởng, tinh thần và vật chất cho ngôi thánh đường này. Cùng hiệp hành với chúng con ngay sau đại dịch vừa lắng xuống, Đức Cha Giuse, người mục tử vừa về giáo phận chăn dắt đoàn chiên, đã hiện diện với cộng đoàn chúng con ngay trong ngày đại lễ phục sinh vừa qua, cùng với những lời chỉ bảo ân cần, tha thiết, mang một sức sống mới cho chúng con. Hôm nay, cộng đoàn chúng con còn được lãnh nhận ơn phúc trọng đại Đức Cha về thánh hiến ngôi nhà thờ này cho Thiên Chúa. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân và khắc cốt ghi tâm. Cùng đồng hành và nâng đỡ chúng con có cha tổng đại diện Phêrô, nguyên cha xứ Phúc Yên đã đặt nền móng cho ngôi thánh đường này mà ngày nay chúng con tiếp tục kiến thiết. Chúng con xin tri ân cha. Chúng con cũng cảm ơn quý cha nguyên tổng đại diện, quý cha nguyên chánh sứ, phó sứ, phụ tá, quý thầy phó tế, chủng sinh đã xây dựng từng biên gạch, biên đá cho ngôi thánh đường này. Chúng con xin cảm ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy trong và ngoài giáo phận đã hiện diện với chúng con trong thế này và cầu nguyện suốt thời gian qua để thể hiện tấm lòng quảng đại tuyệt vời đối với giáo xứ Phúc Yên của chúng con.
cùng đồng hành với chúng tôi. Có quý cấp chính quyền, các ban ngành trung ương, tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Hà Nội, thành phố Phúc Yên, huyện Mê Linh, phường Trưng Trắc, phường Tiền Châu, phường Phúc Thắng, xã Kim Hoa, các tổ dân phố đã giúp chúng tôi thủ tục hồ sơ giấy tờ đất đai, giấy phép xây dựng và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi thi công xây dựng ngôi thánh đường này. Hơn nữa, quý vị cùng hiện diện với chúng tôi để chung chia niềm vui lớn lao này. Toàn thể giáo hội đang được mời gọi xây dựng nếp sống hiệp hành, cùng đi với nhau, cùng chia sẻ gánh vác các công việc. Vì vậy, ngôi thánh đường này được làm theo đúng tinh thần hiệp hành của hội thánh. Cùng chia sẻ giúp đỡ chúng tôi có gia đình ông bà Dũng Tuyết, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, gia đình các tổng giám đốc các tập đoàn, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Phúc Yên, trong tỉnh Vĩnh Phúc, miền Bắc, miền Nam, cùng tất cả các gia đình, quý vị tôn giáo bạn. Quý vị là những ân nhân, đại ân nhân đã giúp đỡ kinh phí rất lớn để ngôi thánh đường này được hoàn thành cách mỹ mãn. Cùng chia sẻ và gánh vác công việc trong đời sống hội thánh là sức sống và sự hy sinh vô cùng lớn lao của các thế hệ ban giáo xứ, ban hành giáo và toàn thể bà con giáo dân qua mọi thời kỳ. Ưu sầu và lo lắng, vui mừng và hy vọng đã làm nên vẻ đẹp của đời sống hiệp thông trong giáo xứ, từ các em thiếu nhi, các hội đoàn và mọi người chất chiêu từng giọt mồ hôi, từng hạt cát, viên gạch, từng đồng bạc của bà quá, đến những khoản tiền rất lớn của từng gia đình, các quý vị trong xứ cũng như ngoài giáo xứ, trong nước cũng như hải ngoại, quý cố và một số đại ân nhân đã giúp đỡ nhà Chúa với lòng quảng đại tuyệt vời và với lòng nhiệt tâm, nhiệt huyết cao cả. Đặc biệt, làm nên vẻ đẹp và sự bền vững, tính mỹ thuật của ngôi thánh đường này, chúng con xin tri ân quý cha kiến trúc sư, các anh em kiến trúc sư, kỹ sư, các tổ thợ kỹ thuật, bê tông, xây chát, sắt thép, cốt pha, điện nước, âm thanh đã thiết kế và thi công công trình một cách chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả trong tính toán công năng sử dụng, đạt hiệu quả kỹ mỹ thuật cho ngôi thánh đường thân yêu này. Cùng chia sẻ giúp đỡ với chúng con xin cảm ơn cha Simon, trưởng nghi giáo phận, cha Đa Minh dẫn lễ, ban tổ chức, cha phụ tá Đa Minh, ban giáo xứ, ban hành giáo các họ, các ban phục vụ các hội đoàn, ban lễ nghi, ban truyền thông, thầy trưởng ca đoàn tổng hợp, đoàn kèn, đoàn trống, hậu cần, trông xe, ca đoàn, trật tự, lễ tân, vệ sinh, y tế, đặc biệt là ban xây dựng đã vất vả hy sinh ngày đêm lo liệu tính toán trong suốt những năm tháng qua, và đặc biệt là ngày lễ trọng đại hôm nay. Sau cùng, trong giờ phút linh thiêng cao trọng này, ngày hôm nay, ngôi thánh đường Thánh Phêrô An Ma Tô Bình đã đi vào lịch sử của đời sống đức tin nơi mảnh đất giáo xứ Phúc Yên này. Ngôi thánh đường này đóng góp chung cho thành phố Phúc Yên vẻ đẹp của kiến trúc tôn giáo, với những tiếng chuông ngân vang mang lại bình an, ơn phúc xuống trên những người đến viếng thăm, dâng lễ và cầu nguyện. Để tỏ lòng tri ân Đức Cha, Cha Tổng Đại diện và toàn thể cộng đoàn bà con giáo lương, giáo xứ chúng con có bó hoa tươi thắm dâng lên Đức Cha, Cha Tổng Đại diện. Kính xin Đức Cha, Cha Tổng Đại diện
vui nhận. Xin cộng đoàn chúng ta có một tràng pháo tay thật tuyệt vời. Mỗi vị khách là một hồng ân. Chúng con trân trọng kính mời Đức Cha, Cha Tổng Đại diện, quý vị khách quý và toàn thể cộng đoàn đang hiện diện nơi đây cùng chung chia niềm vui trong bữa cơm thân mật với cộng đoàn giáo xứ chúng con. Và trong khi tổ chức có điều gì thiếu sót, chúng con xin được quý đấng bậc và toàn thể cộng đoàn, bà con, khách quý xa gần cho chúng con được lượng thứ. Chúng con xin trân trọng cảm ơn và đa tạ. Chúng con xin Đức Cha có đôi lời với cộng đoàn dân Chúa của chúng con. Sau đó Cha Tổng Đại diện có mấy lời Cha miên sứ của chúng con. Cha Tổng Đại diện phát biểu đây, có anh ấy. Cùng với Đức Cha Chính Giáo Phận và xin được hiệp lời với Cha Tổng, quý Cha Quản Hạt và quý Cha Đồng Tế cùng với quý khách hôm nay, xin được chung chia niềm vui với Cha Sứ và Cộng đoàn Dân Sứ của Dân Chúa tại Giáo Sứ Phúc Yên. Và xin cầu chúc cho Cộng đoàn Dân Chúa tại Phúc Yên đẹp mãi, xinh xắn mãi như cái tên của mình là hạnh phúc mãi và yên bình mãi trong tình yêu của Thiên Chúa và tình thương của mọi người. Xin chia vui và cầu chúc. Ngay sau Đức Cha ban phép lành, con xin mời quý cha cùng chụp hình với chúng con để lưu niệm lại cho ngôi thánh đường này ở trước tiền sảnh nhà thờ. Con xin cảm ơn. Xin mời cộng đoàn đứng lãnh nhận phép lành quy lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Hôm nay Thiên Chúa là Chúa Tể trời đất đã cho anh chị em được cùng nhau tham dự lễ cúng hiến thánh đường này. Xin Người ban phúc lành dồi dào cho anh chị em. Thiên Chúa đã muốn quy tụ bên Đức Kitô con yêu dấu của Người mọi con cái đang tản mát bốn phương. Xin Người ban cho anh chị em được trở nên đền thánh của Người và nơi Chúa Thánh Thần ngự trị. Amen. Anh chị em đã được phúc nhận lãnh bí tích thánh tẩy. Chúc anh chị em hằng được Thiên Chúa ngự trị trong lòng và được cùng toàn thể các thánh hưởng gia nghiệp thiên quốc muôn đời. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Amen.